Sư ơi, con đang sống nơi không có nhiều ngôi chùa Nam Tông. Sư cho con hỏi muốn quy y Tam Bảo thì phải làm sao? Nó có nhiều cách. Thứ nhất ý, là quý vị có thể xin phép để gọi điện. Thời buổi bây giờ công nghệ nó có rất là nhiều, rất là thuận tiện á. Quý vị có thể gọi điện, ví dụ như thế này nè, gọi điện live với một cái vị sư nào đó và vị sư đó truyền giới cho quý vị, truyền tam quy ngũ giới cho quý vị cũng được. Coi như là túng thế thì phải tòng quyền đi, tức là ở xa hoặc là không có điều kiện, không có cơ hội tới chùa để cho chư tăng quy y Tam Bảo thì đành phải như vậy, coi như là kẹt quá phải làm chứ không phải là sự khuyến khích ha. Đấy, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là giả sử như mà quý vị kẹt nữa mà không thể nào liên hệ với cái vị sư, thì quý vị có thể quay về cái tượng Phật ở nhà đó, quý vị phát nguyện quy y cũng được. Còn nếu như không nữa, quý vị có thể hướng về phía mặt trời, quý vị phát nguyện quy y cũng được. Sẵn đây thì nhắc nhớ hồi nãy sư có đọc qua cái danh sách những câu hỏi. Đây nè, vì này đề nghị là trong video kinh tụng từ thứ hai đến chủ nhật sư thêm phần tam quy và ngũ giới ở đầu video được không, vì con thấy hàng Phật tử tại gia chúng con thường sẽ khó giữ năm giới trong sạch, nhưng không phải ai cũng có điều kiện đến chùa để xin lại giới. Thì sư có một một cái suy nghĩ như thế này, là mình có thể dành một cái ngày nào đó, ví dụ như là những cái ngày trai giới, những cái ngày bát quan trai, ví dụ như là 10 14 30 ngày rằm ấy, 14 30 thì sư có thể sư live như thế này, sư truyền giới, sư live sư truyền giới dành cho những người, thứ nhất á, là ở ở xa, ở xa mà không có đến chùa được, thì quý vị có thể xin giới và quy y ha. Đó, hoặc là đó đó là dành cho những người mà không có điều kiện, không có cơ hội đến chùa, đặc biệt là trong những cái ngày mùa dịch như thế này, quý vị không có cơ hội mà xin sám hối và xin thọ trì tam quy ngũ giới, thì suy nghĩ là có thể 1 tháng đi ha, 1 tháng 2 ngày, 14 30. Bây giờ thì chắc có lẽ là cũng 7 giờ rưỡi, hoặc nếu như nếu như mà kẹt sư kẹt ha, thì có thể là 8 giờ rưỡi. Như vậy đi, thì lúc đó sư live thì ai có nhu cầu thì quý vị có thể on ha, vì on quý vị mở đằng trước và quý vị vẫn đảnh lễ bình thường và quý vị đọc bình thường ha. Đấy, như vậy đi.